một talk show về sức khỏe với sự tư vấn uy tín từ chuyên gia cùng những chia sẻ hữu ích từ khách mời nổi tiếng về vấn đề sức khỏe đang được quan tâm. Dùng mỹ phẩm thì có những lúc mà mình dùng không hợp thì nó sẽ bị dị ứng, bong chóc da, nổi mẩn đỏ, ngứa, rồi nổi những mụn giống như là mụn trứng cá thì đều là cái tình trạng viêm da dị ứng. Em sẽ chuyển sang cái dòng dược mỹ phẩm. Tôi chắc rằng nhiều người sẽ vẫn nhầm giữa kích ứng và dị ứng. Chương trình Khỏe để sống vui với chủ đề dị ứng da do sử dụng mỹ phẩm sẽ được phát sóng vào lúc 17 giờ Chủ nhật ngày 11 tháng 9 trên kênh Style TV VTV Cap 12. Mời quý vị cùng đón xem.